Chào mọi người, mình là Trung bên kênh máy khoan bên cũ nha người. Hôm nay tiếp tục quay máy khoan cho mọi người xem và lựa mua. Thì hôm nay tiếp tục là hàng thùng nha. Đây, mọi người xem video thì like video ủng hộ giúp mình cho người. Like, chia sẻ và comment đại cái gì bên dưới tăng tương tác giúp mình. Rồi, còn ai có nhu cầu mua hàng thì điện thoại, số điện thoại bán hàng giúp mình. Số 0854901685 nha. Gọi điện trực tiếp hoặc là liên hệ qua Zalo nha mọi người. Tốt nhất là mọi người điện trực tiếp thì nhanh nhất nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào việc nhé. Hôm nay thì toàn thùng Makita thôi nha mọi người. Hôm nay toàn thùng Makita thôi. Đây, thùng đầu tiên, Makita. Đấy, thùng này thì mắc móc rồi. Mấy cái móc này mắc rồi nha mọi người. Ok. Đây là con máy khoan Makita. Máy khoan Makita 9V6 nha. Khoan Makita 9V6. Bên này nó có hai cái bên này để cho mình dắt được cái đầu vít, đầu khoan, đồ trong này, này. Đó, thấy không? Ok. Con máy còn khá là đẹp nha mọi người. Máy khoan 9V6 thang rời thang ngoài. Con này thì cũng như 12V, về đóng pin lên cũng như 12V thôi. Đấy. Cục sạc. Cục pin. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem nhé. Hôm nay là toàn máy Makita thôi nha mọi người. Nè, đây là chế độ chậm nè. Chế độ nhanh nè. Ok. Đấy. Con này có 5 cấp trượt, một cấp khoan nha. Thực ra con này như thế này là nhìn như thế này thôi, chứ nó là nó chia thành 10 cấp nha mọi người. 10 cấp đấy. 10 cấp nhưng trong này nó để giống như kiểu 4 rưỡi này, 5 này. Chứ còn thực ra thì cái này thì giống như của cái, những cái khác là 10 cấp ấy. Đây này, không nhiều người cấp mà mỗi cái rãnh này là còn một cấp nữa này, thấy không? Đó, rồi. Sang luôn cấp khoan. Rất là đã nha mọi người. Khoan Makita 9V6 nha. 9V6 về đóng pin lên thành 12V luôn nha mọi người. Đó. Số 1. Thùng này 290.000. Số 1 290.000 nha. Tiếp theo số 2 cũng thùng Makita nha mọi người. Đó. Móc thì đây, mắc móc. Bên này còn nè, đây. À. Đây là con máy Makita 12V. Makita 12V, đầu khía nha mọi người, thang rời thang ngoài. Đó. Bộ pin. Đây. Lúc nãy nó bị hơi dơ dơ cò tí. Rồi ok rồi. Đó, rất là êm mọi người. Đàn sáng chói nha. Ok. Đặc thù của mấy con đầu khía là tóc cao mà đó, nghe tiếng rất là êm nha. Con này là số 2. Số 2. Thùng này 430.000.
Số 2 430.000 nha. Số 3 một cái thùng. Thùng này bên ngoài nó hơi bẩn một tí nên về mọi người vệ sinh kỹ tí nha. Bên ngoài nó bẩn rồi. Đó. Về vệ sinh bẩn thì mọi người về vệ sinh tí là ok thôi. Đây hai cái móc còn này. Đó. Rồi, đây là con máy khoan và bắt vít 9V6 dùng mũi có đuôi lục giác nhé. Mũi có đuôi lục giác nha mọi người. Đó, cục sạc của nó đây, cũng bụi bụi như thế này đây. Bỏ pin của nó. Đây. Máy bằng bẳng thôi nhưng mà mình sẽ test thử cho mọi người xem như thế nào nha. Bẳng sạch không quan trọng, quan trọng là chạy hay không thôi. Còn việc là cách gì mình về mà cũng vệ sinh lại. Ồ, rất là đã luôn. Ok. Đấy. 9V6 Makita thang rời thang ngoài chạy rất là mạnh nha mọi người. Đấy, đầu dùng mũi đuôi lục giác nha. Số 3. Số 3, thùng này cũng 290.000. 290.000 nha mọi người. Tiếp theo. Số 4, tiếp tục thùng Makita nha. Đây, móc còn đẹp luôn này. Đó. 12V. Makita. Khoan Makita 12V. Ô, con này thì về con nào thấy con nấy luôn. Để mình chỉ cho mọi người con này nha. Con này là Makita 12V. Cho mọi người xem cục sạc đồ trước này. Đó, sạc đồ còn đẹp không? Quả pin. Đấy, cục con máy này là máy khoan Makita 12V. Thang rời thang ngoài. Đó, cứ nhìn thang rời thang ngoài này là biết là nó mạnh và nó êm. Đó. Nó có là 16 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy. Đầu 13 ly, có khóa đầu. Có khóa đầu nghĩa là sao? Mình kéo lên như thế này. Ồ. Cái đầu nó bị rít mọi người. Nó bị rít. Rồi. Khóa đầu này thì chờ mình tí nhá, mình lấy kia. Móc này cứng quá. Cái khóa đầu này á, là này. Khi mình kéo xuống như thế này, kéo xuống á, là nó sẽ không chỉnh được cái đầu này. Nó khóa cứng cái đầu này lại. Khi mình kẹp cái mũi vào, mình kéo xuống một phát là nó khóa cứng cái đầu này lại nha mọi người. Nó không bị lỏng ra. Còn khi mình muốn mở ra là mình phải đẩy lên, xong rồi mình mới xoay được nha. Đẩy lên mới xoay được. Bây giờ mình test con này trước. Test nó trước cho mọi người đã. Ồ, rất là đã luôn. Đấy, chế độ nhanh, chế độ chậm. Chế độ chậm là lực siết mạnh nha mọi người. Nhắc đi nhắc lại mọi người, chế độ chậm là lực siết mạnh. Con này dùng đầu 13 ly nữa, rất là mạnh nha. Mọi người biết vì sao người ta trang bị cho nó cái đầu 13 ly rồi đó. Tại vì motor, người ta làm motor trâu nên là người ta trang bị luôn cái đầu 13 ly nha. Mình thử ra nữa. Đây, hiện tại thì này, mọi người sẽ nhìn thấy này. Cái chân này nó hơi bị xích xích nhá.
đây nó hơi bị hoang hoang nên nó rít về, mọi người xịt RB7 vô ngâm một tí cái là xả ra xong cái lấy nhớt nhỏ vào xong cái gõ lên cái đầu này cho ngấm nhớt vào cho nó trơn nhá. Ok đó, đầu này rất là đã nha mọi người, vừa là có khóa đầu vừa đầu 13 ly nó. Con này giờ trừ rất là hiếm hàng này. Này số 4 thùng này là 490.000. Ok. Tiếp thùng Makita nữa nha. Đó, vẫn còn hai cái móc. Thùng Makita 12V. Ô. Hôm nay con bu lông 12V. Makita. Đây cục sạc của nó. Cục pin. Đó. Bu lông Makita 12V nhá, bu lông Makita 12V. Đó. Những cái này bụi bẩn mọi người về vệ sinh đi nha. Bu lông Makita 12V. Này, đầu 1/2 nhá, đầu 1/2. Những con bu lông hoặc là những con mà máy khoan bắc vít mà đuôi mà dùng mũi mà đuôi lục giác là đều có búa nha mọi người, đều có búa, mình nhắc đi nhắc lại với mọi người như thế. Đã. Ok chưa? Có phải bàn cãi về con bu lông này nữa đâu. Đó, bu lông Makita 12V. Đầu 1/2 nha. Chạy rất là êm sướng luôn. Con này là con số 5. Số 5 là thùng này là 590.000. Đó, 590.000. Ok. Số 6 tiếp tục thùng Makita nha. Đó, này nó còn một cái móc bên này. Mình lỡ mày mà gửi hàng mình nó vứt quá, nó bọn shipper nó vứt nó bùng mất cái này thì mọi người cũng thông cảm nha. Đây tiếp tục, đây là con máy khoan Makita 9V6. Đây cục sạc của nó. Ồ rồi, cục sạc của nó đây. Cục pin của nó Makita nha. Này, con máy. Bây giờ mình sẽ test thử con này nha. Con này cũng chế độ nhanh chậm. Đấy, con này thì cái đời nó tương với cái đời con 12V mà đầu 13 ly, con này 9V6 đầu 10 ly thôi. Đó. Con này hình như cũng 16 cấp trượt, 1 cấp khoan. Em ru luôn, cái chế độ chậm này. Đó, chế độ nhanh này. Đó. Con này nó cũng có khóa đầu nha. Đó, cái rung. Ok chưa? Có chế độ khóa đầu nha. Đó.
đào 10 ly nhưng mà có chế độ khóa đào nha mọi người. Thùng này là thùng số 6. Thùng số 6. Wow. Đáng là thùng này mình bán là 340, nhưng mà thôi lỡ ghi 2 rồi. 290.000 luôn. 290.000 luôn nha mọi người. Đó. Tiếp theo Makita. Tiếp tục nha. Mình bảo rồi, video này toàn Makita thôi. Đó, nó vặn hai cái móc bên này. Wow. Con này là con Makita 7V2. Makita 7V2. Đó, mình cho mọi người xem trước cục sạc. Đó, cục sạc nha. Bình. Đó. Con này không biết sao nó dùng mà nó dùng nhiều pin thế này không biết. Đó, sơ sơ đây là thấy ba cục pin ngoài rồi, để xem trong con máy nó có pin không. Đây. Máy nó có cục pin nữa. Máy nó có cục pin nữa này. Là 4 cục. Về tha hồ đóng mọi người xài con này. Đó, con này này vẫn còn chốt đồ luôn. Đó, này mũi ngắn nha, mình gắn vào đây luôn. Đó, rồi xiết lại. Ok. Con này mình sẽ nói cho mọi người như thế này. Con này này, đây là cái cò ngắt, đây là cái chỗ cầu chì ngắt của nó nha mọi người. Đó, mình chỉ cho mọi người này. Khi mà cái con máy này á, nó bảo vệ con máy này nha, cái bảo vệ motor rồi nhá. Khi mà con máy này mọi người dùng trong những nơi mà hẹp á, máy viết góc thì mọi người biết rồi, thường dùng những nơi hẹp để mọi người vặn đồ á, khoan vặn đồ á, thì nó có cái thế nó có hậu nó vào nó cắn, thì mọi người không bị kẹp á nè, máy nó đứng nhưng mà mọi người kẹp thế mọi người không nhả còi đồ ra được, nó lên tải. Thì con này khi mà máy nó bị đứng, con này sẽ bị bung này, lên tải mạnh là con cầu chì nên nó nút này sẽ bung cao lên. Đó, bây giờ là nó sẽ ngắt luôn cả con máy luôn. Khi mà mọi người lấy con máy ra xong, mọi người ấn lại cái nút này vào, ấn vào là sẽ dùng được bình thường nha. Sẽ dùng lại được bình thường nha mọi người. Đấy, đấy là cái con này nó sẽ ngắt. Khi mà máy nó bị kẹt, nó lên tải rồi ấy, là chỗ này nó sẽ ngắt nha. Ok. Còn con này, con này sống nha mọi người. Đấy, trên video mình chưa thử cho mọi người sống được. Đấy, vì sao mình bảo với mọi người sống đó, tại vì lúc nãy nó có nhích. Lúc nãy là lúc mình tháo hàng ra, mình xả hàng ra, mình có bóp vào nó có nhích rồi đó, nó có xoay được 2-3 vòng rồi, xong nó yếu pin, nó xoay từ từ như thế này này, tức là cục pin này nó biếu, nó hư rồi. Nên là con này á thì mình thử trên video, chưa thử trên video được cho mọi người, nhưng mà nó đã chạy rồi là mình bao chạy cho mọi người nha. Bao chạy 100% cho mọi người nha. Đấy, mọi người về tháo ra thử cứ xem đúng chiều của nó, mọi người kẹp vào là mọi người sẽ biết. Đấy, con này mình bao chạy cho mọi người, bán với giá sống cho mọi người. Đó. Ok. Rõ ràng con nào mà mình chưa thử được á thì bình thường mình chưa thử được á, mình lấy ra mình chưa thử được á thì là mình bán với giá là chưa chạy, nhưng mà con này lúc nãy mình bóp thử là nó có chạy rồi. Chẳng qua mọi người biết vì sao giờ mình không kẹp được cho mọi người không, tại cái chân pin của này nó cao, nó sâu lên thế này mình không có kẹp được nè, không có kẹp được thử cho mọi người. Nhưng mà con này lúc nãy nó chạy rồi thì mình bảo nó chạy thôi, mình sẽ bao chạy cho mọi người nha. Ok, mình bán hàng uy tín xưa giờ rồi nên là anh em cứ yên tâm. Đấy, bao nhiêu năm nay rồi mà. Con này là con số 7. Số 7, thùng này 350.000 là mình bán với giá
rẻ rồi nha mọi người. Chứ con này á, nó đang nằm ở tầm siêu tầm luôn nha mọi người. Rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp, con máy rất là đẹp, con rất là đẹp luôn. Đó. Giờ không dễ gì mọi người săn được con máy đời này mà rất là đẹp như thế này. Con đi 4 quả bình. 4 quả bình. Không biết cái thằng chủ cũ của con máy này nó xài kiểu gì mà nó dùng lắm bình thế không biết. Tiếp theo là con thùng Makita tiếp nha. Ok. Đây. Đây là một con máy khoan và vắt vít Makita đời cổ nha. Đời cổ nhưng mà mình sẽ nói với mọi người con này. Con này nó như thế nào để mọi người biết là nó giá trị như thế nào. Đây quả bình của nó. Đây. Makita nha. Thì mình sẽ nói cho mọi người như thế này. Con máy này nó có hai đời. Nó có hai loại, tức là y như thế này. Nhưng mà một đời á là nó dùng đầu bu lông. Đầu bu lông trên này. Một đời nó dùng đầu bu lông trên này. Một đời là đầu dùng mũi đuôi lục giác như thế này. Mà nó y chang nhau luôn. Hai con nó y chang nhau luôn. Đó. Thấy không? Tức là mọi người biết là con máy này nó mạnh cỡ nào rồi. Nó mạnh. Đó, nó rất là mạnh nha. Con máy này nó rất là mạnh. Đó. Nhưng mà nó con này thì đời này nó dùng cái mũi này về, mọi người có thể dùng mũi chuyển thành đầu bu lông, xài bu lông cũng được mà dùng để khoan bắt vít cũng được. Đấy. Ok. Mọi người cứ lên mạng tìm hiểu, con này có cái đời đầu bu lông 1/2 nữa, rất là mạnh nha. Y chang như thế này luôn, chỉ có cái đầu khác thôi. Ok, máy êm ru luôn rồi ha. Này, nút đảo chiều của nó là ở đây nha. Ồ, cái nút đảo chiều của nó. Đây. Con máy này nó đang chiều vào. Con máy này nó đang nằm ở chiều vào nha mọi người. Cái nút đảo chiều này nó bị trượt trượt nên là về mọi người mở ra, mọi người vệ sinh mọi người kìa. Chỉnh lại nha. Ok, này, thấy không? Nó cái kiểu nó bị cắn gì ấy, đãi vào nó cứ đãi qua lại á. Đó. Ok. Còn lại về mọi người mở ra, mọi người vệ sinh lại nha. Đó. Hiện tại thì mình đang chỉnh, mình đang thử được một chiều vào thôi. Ok. Đấy. Bây giờ đây là thùng số 8. Cái thùng số 8 nha. Số 8, thùng này 301. Số 8 301. Ok. Đây số 9. Đây thùng này cũng bẳng. Rồi, hai cái móc này cũng mắc luôn. Makita nha. Rồi tiếp tục. Khoan Makita 9V6 nha mọi người. Khoan Makita 9V6. Mọi người chờ mình tí. Khoan Makita 9V6 nha. Này 9V6. Giống con lúc nãy nè. Nó có chế độ khóa đầu nè. Đó. Thang rời thang ngoài nha mọi người.
đó, lắp lại em nha. Đây mình đã lên chế độ này, mình kéo xuống này, khóa đầu nha, kéo xuống một khóa nha, đó không, nó không chạy luôn đó, đã lên mới chạy này. Ok, đây là chế độ nhanh, còn chế độ chậm của nó này. Ok, 16 cấp trượt, 1 cấp khoan, rất là đã nha. Ok, con này cục sạc của nó. Đó. Con này là thùng này, thùng số 9 nha. Số 9. Thùng này là 350.000. Số 9 350.000. Số 10 tiếp tục thùng Makita nha mọi người. Con này lâu rồi mới thấy này. Con này là đi làm hoàn thiện là khóa VIP luôn, quá ngon luôn. Đây, con Makita 9V6 máy gọn nha mọi người, 9V6 máy gọn nha. Ok, đó máy rất là gọn nha, dùng đầu dùng cái mũi mà đuôi lục giác nha, có búa nha mọi người, có búa nha, có búa. Ok, có búa. Ok, đây. Đã tóc khá là cao nha mọi người. Đấy. Đó, đảo chiều của nó ở đây nha. Ok. Rất thích hợp cho mấy anh em đi làm hoàn thiện con này. 9V6 rất là mạnh và tua rất là cao nha. Đó. Đây. Ok chưa? Gọn nhẹ đi làm hoàn thiện điện đồ bóc đồ là sướng không? Đó, lợi pin nữa. Về đóng pin lên cũng đóng lên thành 12V luôn á, pin li-ông. Thùng này là thùng số 10 nha. Số 10. Số 10, thùng này là 290.000. 290.000. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình 0854901685. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì mọi người điện thoại trực tiếp giúp mình nhé. Có comment thì cũng phải điện thoại nha mọi người. Đấy, comment bên dưới video thì cũng điện thoại, số điện thoại bán hàng giúp mình. Đấy, tại vì có đôi lúc là mình không đọc được comment nhé. Bận quá mình không đọc được comment thì lại lỡ mắt của mọi người. Mọi người tốt nhất mọi người cứ điện thoại trực tiếp với mình nha. Ok, like, share video và comment đại cái gì bên dưới tăng tương tác với mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.